Xin chào mọi người, đây là video tiếng Việt của món ăn cách làm bánh bông lan phô mai trong nồi chiên không dầu. Đây là cái bánh bông lan phô mai mình vừa nướng xong trong air fryer, bánh bông xốp. Bên trong ruột bánh xốp có nhiều độ ẩm và nhiều lỗ khí nhỏ. Khi ăn thì bánh có vị béo của bơ và phô mai và vị ngọt không quá gắt. Bánh để qua đêm vẫn mềm mịn và rất là thơm ngon. Hôm nay mình sẽ dùng 110g phô mai để ở nhiệt độ phòng 1 tiếng và 70g bơ. Nấu phô mai với bơ ở lửa nhỏ đến khi phô mai tan chảy. Sau đó mình sẽ tắt bếp và đợi cho phô mai thật nguội trước khi trộn với trứng. Và lượng đường để làm món bánh này là 50g đường cát trắng cùng với 50g bột mì. Bốn cái trứng gà để ở nhiệt độ phòng khoảng 1 tiếng trước khi làm bánh. Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng vào hai cái chén riêng. Thank you.
Sau khi phần phô mai đã nguội, mình sẽ cho phô mai và bơ vào trong một cái tô và trộn với lòng đỏ trứng. Sau đó mình sẽ cho phần bột mì vào trộn với trứng cho thật đều. Cho lòng trắng trứng vào tô trộn bột và trộn lên với đường cho đến khi có chớp nhọn. Sau đó mình sẽ têm trộn với phần lòng đỏ trứng. Cho phần bột vào khuôn và nướng ở nhiệt độ 350 trong 10 phút và hạ xuống 300 trong 20 phút. Đậy kín mặt khuôn với giấy bạc. Đây là bánh bông lan sau khi đã chín được nướng bằng nồi air fryer. Bánh có nhiều lỗ khí ruột bánh xốp mềm, có vị ngọt, rất là vừa ăn và vị béo của phô mai. Bánh để qua đêm vẫn mềm xốp, không bị khô.